phải
đi trước và phân đi sau thì được phân chia bởi cái nhánh kinh mạch gan phải, làm cái trái kinh mạch gan phải là đi trước và đi phải là phân đi sau. Cái trái này thì kinh mạch gan trái đi chia phân đi gan trái thành hai phần, một phân đi lên, hai là đi xuống. Thì tương ứng với phân đi lên thì gồm có hạt thứ hai là gan, thứ hai là cao sát vào hành, và bên phải thì phân đi trước chia năm và tám, thì hạt thứ tám là sát vào hành cao, phân đi sau gồm có hạt phân đi sáu và phân bảy, gồm có bảy là sát vào hành. Như vậy là khi bạn cắt quan và đã cắt ở cao bạn chỉ cắt được quan được là phân kỳ 2, 4, 8, 7. Còn các bạn cắt thấp này thì bạn phải cắt được hạt kỳ 3, người cắt được hạt kỳ 5. Nên đấy cái ứng dụng là bạn làm một giải phẫu để khi bạn đọc phim tổn thương mà không thì nào bạn phải biết được mốc không giải phẫu. Đây, cái thứ hai để các bạn chữa để phân kỳ để chia phân kỳ ra là những cửa chuyên môn cho tĩnh mạch rét và tư với tĩnh mạch hoặc giai đoạn trên đổ về trung tâm đổ về vốn gan thì chia thành hai nhánh phải nhánh trái nhánh phải tương ứng vẫn đi theo các trường hợp mà chia thành các nhánh cũng như phân kỳ trước phân kỳ sau và nhánh phân kỳ bên và nhánh hạ phân kỳ thì mình đi tương tự như vậy và nằm ở trên cái cửa và dưới cái cửa thì nằm dưới cái cửa thì có cái phải là 5 và 6, trên cái cửa thì có 7 và 8. Với mốc nhà thêu các bạn vào các bạn để nhìn phân kỳ sau thì các bạn biết là đang phân kỳ sau rồi. Tuy nhiên các bạn bảo là 6 hay là 7 thì các bạn biết là đang nằm ở phía trên cái cửa, chính phải cái cửa dưới những cái cửa, đấy là những mốc để khi bạn xác định tổn thương nằm ở đâu. Như các bạn sau này các bạn làm rồi liên quan đến ngoại khoa của phẫu thuật gan mật cũng như làm cả cái giải liên quan chẩn đoán ngày thì các bạn phải biết tập được hạ phân kỳ và cái tổn thương gan mà đi ở đâu, vị trí này có phẫu thuật được không, vị trí này là phải làm gì, phẫu thuật kết hợp với gì, các phối hợp kèm theo trong dần dần nên là tổ chức làm ở trung tâm đây thì các bạn còn làm gì có phẫu thuật được không, thì cái khi mà đọc phim mà hành vi chia thì các phương pháp phân khám thì nói này có bốn phương pháp chính, một là siêu âm, hai là chúng ta đơn vị thứ ba là tổ từ bốn của mình. Đây là những phương pháp chính phương pháp khám, tuy nhiên không phải là như nào bạn cũng đi khám bốn phương pháp này. Tuy nhiên là các bạn trẻ thì về siêu âm các bạn biết là thông thường là mong chỉ mặt đầu đò không biết để siêu trên siêu các bạn phải cắt các cái lá cắt mà bộc lộ trên gan để các bạn cắt được các lá cắt có ba ba cái mảnh gan và cái mảnh gan các bạn phải cắt được cái mảnh của cái bên cửa các bạn không bộc lộ được cái bí mật như bên phải cũng vậy là thì năm bên trái thì bốn, như các bạn cắt qua thân phải thì năm cái mô gan phía trên thân phải là thứ sáu với cái móc các bạn có thể thấy được, và trên xương thì hình động nên các bạn phải thay đổi các cái phương pháp làm lắp cắt khác nhau để bộc lộ tổn thương khi chẳng hạn khi bạn thấy cái tổn thương nằm ở vị trí đây là các bạn sẽ xoay đầu dò chết đầu dò để bộc lộ rõ tổn thương này, quan sát tính chất của tổn thương hoặc là nó làm sao thành phần đông như thế nào liên quan các cái phương pháp tận, và trên sơ thì không có cái giải phẫu như các bạn cắt ba qua ba cái mạch gan, đây chính mạch gan trái, mạch gan giữa và mạch gan phải, qua ba cái mạch này là cắt qua ba mạch các bạn cắt được hàm thứ hai, bốn, tám, bảy, những cái mà nằm cao như này, nằm cao chỗ hợp tư của ba cũng cao, này nằm cao sát vòng hoành, nên đây vòng hoành các bạn ba cũng cao hợp tư về cũng
Khác cho cổng từ, không đối quan từ. Nên
bạn sau này các bạn đi chung đầu tư, các bạn thấy có mấy ông thầy đi học được các bác sĩ ngoại như chỉ đêm chung thuốc là đôi khi chung đầu tư là có kiến thức cả quan nên là không hiểu bản chất cái này là ai cho các bạn ở trong gan các bạn phải nhớ được có hai phần tứ chính mà khi tiếp thuốc một là giữ thuốc hai là thải thuốc như thế nào là giữ thuốc như thế nào là thải thuốc mà hai đấy các bạn phân biệt được vì là những gì tổn thương liên quan đến thải thuốc là HCC còn những gì ung thư tế bào gan còn những gì mà giữ thuốc thì là cái chất lành tính thì giữ thuốc thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn chụp thì trước tiên sau thì chụp thì động mạch gan chụp cũng ba pha bạn biết tại sao mà xưa bị gan sao đơn thì khám tự nhiên từ xưa thấy u thì chụp cho lớp xong cũng bảo là bạn về có gì ăn đấy chứ không là không kịp đâu tuy nhiên về bệnh nhân lại họ cũng không cam chịu họ đi gặp thầy gan đâu cho thuốc uống lại quá là 5, 7, 10 năm không chết bạn biết vì sao người chỉ quan tâm tay thế với các bạn chụp đúng lúc thì đang chẩn đoán là cứ thấy u là ngày xưa các bạn cứ thấy u là ung thư gan về có gì đang thấy nhưng mà giờ nó khác các bạn phải phân biệt là u gì lành tính ác tính u lành tính có nguy cơ là ác tính không theo dõi hay không thì đầu tiên các bạn nên là gan ba pha thì động mạch thì tĩnh mạch thì tĩnh mạch cửa và thì mộ thì mộ trong gan khác thì mộ thận thì mộ thận phải chờ thuốc bài xong thuốc mà thì mộ gan đấy các bạn sau thì tĩnh mạch cửa thì đầu tiên các bạn chụp trước tiên thì đầu tiên các bạn chỉ đánh giá có chảy máu có vôi hóa như thôi còn lại không giá trị nhiều tuy nhiên sau tiên thì các bạn phải đầu tiên thì động mạch các bạn phải thấy tổn thương nó so với u gan cũng có mạnh hơn là nếu có mạnh hơn thì các bạn phải nhìn sang thì những này thấy được cái tổn thương có thể tương đương nếu mà nó tương đương hoặc là tăng hơn so với u gan thì đấy gọi là giữ thuốc đã giữ thuốc thì lành tính hay gặp trong adenovirus này còn cái thứ hai là thải thuốc nó cũng đi đầu gan nó rất mạnh so với u gan nó mạnh hơn thì tĩnh mạch nó lại giảm tỉ trọng so với công năng sau khi thì tĩnh mạch thì gọi là đối tượng quan tâm thả thuốc thì những gì liên quan đến thả thuốc là mắc chia sẻ các bạn cần nhớ được những cái lời của bạn khi nghe thả thuốc các bạn hiểu là những cái này thả thuốc cái này đấy là nó giống tương đương hoặc là giống hơn so với công năng thì gọi là kém hơn so với công năng nên là đối với các bạn biết tổn thương là HLF hay do ung thư hoặc là adeno và ung thư nhưng mà giữa adeno và HLF thì nhân học các bạn biết phải có một cái tiến triển nặng hơn. Mặt thứ ba là tổn thương. Tổn thương thì các bạn biết là tổn thương nó có những lợi thế hơn các cơ chế tính. Tuy nhiên là nó có những hạn chế của các cơ chế tính này. Là các bạn biết là những người có khăn bởi vì nó có thể các bạn hạn chế chung nó có kế ích của họ còn tổn thương thì nó lại là giúp hoặc là các bạn biết đến những tổn thương nhỏ mà không các bạn không đánh giá được nó tính chất ác tính hay không nhưng lúc nhỏ những tổn thương mà sau điều trị nhất là sau những mạch thì các bạn sẽ khó đánh giá còn tăng sinh mạch hay không tăng sinh mạch thì các bạn phải chụp tổn thương thì nó hiện nay rất nhiều và ứng dụng rất nhiều và các bạn được trang bị rất nhiều phòng khám có nhưng sử dụng các thứ gọi là tín hiệu và có tín hiệu tăng tín hiệu đồng tín hiệu giảm tín hiệu và thuốc tiêm thì là đối quan từ về mặt các cái giảm tín hiệu đồng tín hiệu tăng tín hiệu tương tự như là các lớp các bạn so sánh mô gan trên các tổn thương là có người như sung như sung B1, B2 hay như sung 6 trong đó các bạn so sánh mô gan là tăng tín hiệu trên cái sung B2 thì bạn phải nhìn là B2 để con nhìn nó tuổi sáng là B2 và sau tiêm thuốc thì nó có hai như vậy là tổn thương
thuốc. Riêng ung thư nó có ứng dụng tốt hơn là để có mũi xung phức tạp. Thì chú xung đấy có thể giúp các bạn phân biệt được những tổn thương ác tính hay tổn thương của áp xe, sẽ tăng hạn chế phức tạp. Và thứ hai là sử dụng thuốc đối ung thư. Thì hiện nay các bạn biết có những thuốc sử dụng các loại thuốc đối ung thư mà đặc biệt là tế bào gan hay là thải tế bào đường mật để phân biệt một số bệnh lý chẳng hạn như tổn thương là rất nhiều khối ở gan. Chỉ đến chụp được khúc xác định tế bào gan thì bạn biết là nên nguồn gốc tại gan hay là ngoài gan. Một cái nữa là khi các bạn đã phân biệt được một tổn thương HLF hay là adeno, bạn phải sử dụng thuốc xác định qua đường mật. Thì thuốc đấy cũng rất là ích để cho các bạn phân biệt với giữa hai cái thằng đấy thì lại có thằng tiến triển ác tính. Thằng adeno các bạn phải sử dụng để mà phân biệt. Nhưng cái thuốc đấy hiện nay ở Việt Nam đã có nhưng mà không được chỉ định thường quy trong bảo hiểm thì các bạn biết giá nó đắt, nên khi các bạn sử dụng các bạn cũng phải cân nhắc thì phải giải thích rõ ràng là mình chưa tiêm một cái thuốc mà nhiều tiền hơn khoảng 4,5 triệu gọi lại thì nhiều khi phải giải thích cho mình cũng rõ. Còn can thiệp mạch thì các bạn biết hiện nay mình sử dụng chủ yếu là để điều trị, không ai chẩn đoán một cái bệnh lý về ung gan thì tôi sử dụng và mạch cần và mạch ngày xưa nó sơ khai thì thành giờ thì thành ngày nay thành thân thì hiện đại và cũng mạch như kia chỉ có một cái ô rất nhỏ dưới mặt tiên rất bé tại để cho các bạn vừa an toàn nhưng vừa hạn chế chưa. Thì trên cái mạch các bạn biết là nó sẽ hiện rõ khi bạn đo mạch máu rất rõ về các mạch của gan và các mạch xung quanh gan và đánh giá tổn thương và đánh giá về khối u sau mạch đốt máu từ vị trí nào và chọn lọc và bơm hóa chất vào đúng mạch thì là còn rất nhiều điều khi bạn đánh giá thì nhánh ngoài gan nhánh tại gan thì trên cái cục mạch giúp cho bạn chi tiết về bản đồ. Về bệnh lý ở gan thì có các bệnh lý về ung thư, bệnh lý về lan tỏa, bệnh lý về lan tỏa các bạn đọc sách. Còn là ung thư ti về là u lành mà không có ác tính thì có u ACC và u can và u áp xe. Thì đầu tiên là tổn thương lành tính, đầu tiên là tổn thương gan. Gan gan bạn biết là đây một con gì mà không có tế bào biểu mô đó không thông thương được mật, như vậy nó sẽ có đặc điểm gì, nó sẽ có do dịch nên nó cũng có hình trống âm, tức là tăng âm thì tăng âm sao, tăng âm sao, và nó không có vỏ thanh nó mỏng, do không có tế bào biểu mô đó nó sẽ tăng mỏng và thông thường đơn thuần từ khi nó có chảy máu thì các bạn sẽ phải được cả thành bức dịch thông đồng âm để tạo thành bức dịch. Do nó có thể là nó chảy máu hay có thể bị nhiễm trùng và cho nó không có tế bào biểu mô gốc em trên phim chụp đã tới vi tính nó cũng sau khi mà không uống thuốc khác với uống máu chảy máu thuốc còn nang gan uống thuốc ở trên các đơn vi tính bạn thấy là không uống thuốc ở trên cổ từ cho là dịch sụt tê hai tăng thứ hai là u máu liên quan mạch được lót bởi tế bào được mô mạch máu và phía trong thân thể chợ các bạn biết là nó thông thường phân bố nó nằm dưới cái bao gan hoặc là kẽm cái thân gan nên nó thường chúng mình làm sát cái bao gan và các bạn thấy ở bên trong cái u máu có các cái mắt rất nhiều mắt chính vì nó có rất nhiều mắt nó là một con chim dịch của chim máu đá dịch thì bao giờ phải tên xương nó sẽ là dịch sẽ có tăng thành xương dịch nhưng mà thằng này lại có tăng hơn phía trước vì là nó là một cái môi trường và một cái nó có rất nhiều mặt phẳng ở bên trong đấy có nhiều mắt nên khi bạn sống nó quyền vào đây nó sẽ
sau thì nó có hình tăng âm thanh sau thì nó bản chất nó sẽ chỉnh máu nên là sống âm vẫn tiếp tục về thì nó vẫn phản hồi về phản hồi quá nhiều nên là còn có nhiều hoạt động nên là tông máu các bạn sẽ thấy thì tăng âm kèm tăng âm thanh sau và khi mà nó làm sát thì còn hoài này theo một hoài các bạn sẽ thấy như này như mình xoay dương tức là bạn thấy một máu đây thì nên mình bên dưới nó lại thấy một cái do nguyên lý của xương không biết sao thế nào đối với quả là sinh viên đa quan mà các bạn sau này bạn học học trường này các bạn đã tìm hiểu về đặc thù và trở thành các bạn ứng dụng còn trên chúng ta chơi thì các bạn lưu ý là cũng có một tính chất của thuốc rất điển hình và phải chung cả thông độ đầu tiên các bạn thấy giảm tỷ trọng trước tiên sau tiêm các bạn phải thấy bao nhiêu để phần công thuốc của u máu không thể tương đương động độ tương đương động mạch chủ của tất cả các thi và đầu tiên là khi động mạch thì muốn chấm thuốc ở ngoài đi là khi tĩnh mạch muốn dần và su đầy thuốc ở thi muộn còn cao hơn là ở đây để tính chất của u máu cái động độ phần công thuốc này để tương đương động mạch chủ nên là các bạn phải thấy u máu đầu tiên nó thuốc chấm thuốc ở ngoài đi thì động mạch ngón chân và trung tâm thì tĩnh mạch xu hướng đầy thuốc ở tim bộ đều thực chất mà cái động độ của thuốc này tương đương với động mạch chủ bạn thấy phần ngón này phải tương đương nó sáng tương đương nhau ở đây tất cả các thì muộn là thế mà thì sớm đây là thực chất đặc điểm của cái thứ máu nên là các bạn phải hết sức lưu ý về đây chất thuốc để mà nên là trong máu này thì muộn là thế đây thì đó là các bạn phải uống thuốc chấm đốt là ngày nay dần hơn là thì tĩnh mạch và xu hướng thì muộn hơn là đầy thuốc trường hợp này chấm đốt là ngày kia uống dần thì tĩnh mạch cũng một đây và xu hướng đầy thuốc thì muộn thì này muộn hơn so với thì tĩnh mạch của và chụp nôn nữa thì các bạn thấy là đầy thuốc còn siêu âm thì mình đang thấy tính chất về hình của u máu cho là u máu nó là gì dùng chảy chậm nên các bạn thấy là bên phía trên T2 là tăng giữa thân là nam nó cũng tăng bên T2 tuy nhiên nam nó khác với cổng từ khác với nam gan là thằng nam gan là gần như nó không động cản chân các bạn trùng lên bên cổng tư các bạn thấy tăng lên T2 các bạn phải đặt bắt đầu một là nam hai là u máu thì bạn phải tiêm thuốc cái thằng nam nó không động còn thằng cổng thằng u máu nó muốn thuốc và tính chất của thuốc thì tương tự như các thân như thế các bạn tiêm phần một phần này tí nữa này là hát này ạ cái này thì các bạn đã nghe thì không biết khi đại thì rất không đúng thì hay gặp trong bệnh viện và trong bệnh viện lý gan và thông thường về mặt để chữa bệnh của nó thì nó một phần tỷ lệ bao gan bao quanh là được chữa trung tâm thì được điển hình là có sẹo sơ sạm tử tự nhưng nó các bên sẽ đã bổ đôi quả chanh đôi quả cam trung tâm là đây cái ruột đó thì đấy phần sẹo sơ ở trong sẹo sơ này nó sẽ có động mạch dòng chảy thấp và tế bào đó ở trong sẹo sơ này là tế bào đường mật nên là các bạn phải thấy các hình ảnh sau này khi mà do tế bào đường mật bên trong này sẹo sơ này nên là sẽ bao giờ nó sẽ mình sử dụng các thuốc thải cho các đường mật là giữ thuốc lại ở đây bao giờ người khác người em có sử dụng thuốc thải dưới con đường mật bao giờ nó cuộn hơn so với thằng adenol còn adenol không có tế bào đường mật nó sẽ thải hết thì đấy là ứng dụng để các bạn sử dụng thuốc thải từ con đường mật cực kỳ đắt để phân biệt và thằng khác người em này thì nó
khi bạn phát hiện ra thì bạn bỏ ra khỏi đầu thì nó không liên quan đến ác tính cả, mà chỉ có thằng u máu to mà lớn quá mà có mạch nuôi nhiều thì có thể bạn bị rút mạch hoặc kích thích đau hoặc cơ vỡ thì bạn sẽ bị tăng hoặc là phải phẫu thuật. Còn về cái thứ hai là này thì bạn bắt buộc phải phân biệt với nhau giữa adenom và tên. Chính vì vậy nên siêu âm thì thông thường là HNF thường nếu mà khối của nó tên đầu âm không ra nên các bạn nhiều khi các bạn không phân biệt được, nếu bạn làm nhanh thì bạn sửa sót và đôi khi các bạn chỉ phân biệt được kiểu từ khối đè để cấu trúc cơ sở, bạn thấy nó cấu trúc âm lên tương đương cho cái u gan và do nó có sẹo sơ động mạch bên trong sẽ sơ về đường mạch viêm kẽ chậm thì các bạn sẽ thấy bắt cái phổ ở trong phần sẽ sơ này là phổ động mạch, bạn thấy được bắt cái phổ mà máu ở đây động mạch do các mạch hội tụ về trung tâm về thì các bạn sẽ đo được bằng cái phổ động mạch. Còn trong adenom thì nó lại là phổ tĩnh mạch. Những dấu hiệu các bạn phải cần phân biệt với nhau thì trên phim chụp bao giờ phim tính có hai phần, một là phần tổ chức, hai phần sẹo sơ. Thì các bạn thấy phần sẹo phần tổ chức ấy, thì là nó sẽ tính chất của nó là chiếu thuốc. Chiếu thuốc là gì? Các bạn chụp thì động mạch, các bạn thấy trước tiêm là tự động tỉ trọng, sau tiêm các bạn thấy thì động mạch nó phản ra sau trong gan, còn thì tĩnh mạch thì nó tương đương với trong gan hoặc là mạnh hơn hoặc thậm chí nó đồng nhất với trong gan. Thì các bạn thấy phần này cái này là kỹ thuật, tuy nhiên cái này mới chỉ là chữ adenom hay HNF. Các bạn sẽ thấy là nó có thêm phần sẹo sơ, phần sẹo sơ này ở trung tâm này thì động mạch không thường mà thì động mạch là thì chính mạch tương hợp do nó có đường chảy chậm nên là máu nó chảy chậm nên thông thường chỉ có thì động mạch. Cái này thì các bạn thấy động mạch nó mới cho như là tuy nhiên đến khi chính mạch nó sẽ đồng nhất và có sẹo sơ trung tâm. Đây là một điểm hình hơn là trường hợp này các bạn sau khi các bạn thấy nó mạnh hơn đúng không? Nó mạnh hơn so với những cái gan thì động mạch và thì tĩnh mạch cũng là nó mạnh hơn chứng tỏ là dĩ thuốc. Tuy nhiên nó có phần sẹo sơ bạn thấy thì sớm nó không nó mà thì muộn thì nó thì cái này do mình cấp. Còn nếu đây là một phần hoại tử trung tâm trong đối với các bạn nhiều người đi học ăn ở em trong cái tầng học trên xe HCC có phân hoại tử trung tâm nên bảo là sẹo sơ nên là sẽ bị nhầm như vậy. Tuy nhiên cái tính chất của cái tổ chức này lại là tính chất chiếu thuốc khác với HCC là thải thuốc. Các bạn phải nắm được về này. Trên tổng thư thì các bạn phải lấy ra nó có cái số T2 do trung tâm là nhầm trẻ chậm nên nó sẽ tăng. Còn cái thằng mạch máu động mạch chủ bộ thì trông trẻ nhanh nên nó đen nên T2 trong tín hiệu T2 có vừa kể chậm ở đây tăng tín hiệu ở trung tâm và về cái chất cũng tương tự như là các tâm y tế tức là dấu hiệu của thuốc và có sẹo sơ nổi cuộn và thêm đầu tư thì các bạn phải sử dụng thuốc thải trừ gan đúng mật nếu có chỉ cần thì các bạn nếu không có phần sẹo sơ điển hình của thì các bạn thấy không phải sẹo sơ như nào điển hình nên khi nó không có sẹo sơ thì các bạn sử dụng thuốc thải trừ gan đơn lần để làm chẩn đoán. Bạn có gì để làm? Để làm luôn đi ạ.
biết là cái phần tài chính giữa ba cái mà các bạn cần phải ưu tuyến. Ưu tuyến hay gọi là adenom. Adenom các bạn biết là nó kích thước rất thay đổi. Hai đến mỗi một cái bệnh này
cực kỳ nhiều. Đặc biệt là người Việt Nam là những thành phẩm với bản chất đây nó liên quan đến cái môn liên quan đến cái nguyên nhân chủ yếu từ hai vị viêm gan B. Đối với người châu Á là viêm gan B, còn đối với châu Âu thì là hai vị viêm gan C thì kiểm tra ra. Tuy nhiên ở bên viêm gan B kiểm soát cái viêm gan B không tốt của mình, không tiêm là phòng tốt mà mình cũng không và mình không giữ gìn mà nên là những ông bị viêm gan B rượu nó treo ăn mày cũng suốt ngày và uống rượu cũng phải treo truyền miên và kết cận thêm bạn không chịu công việc nên là bạn thầy toàn ông chơi gan cổ sớm của thì khi mà sơ gan và biết là viêm gan B một người bị viêm gan B nguy cơ mắc sơ gan cũng như gan đến cấp độ 20 lần bình thường nên là cái bạn sơ bị viêm gan B bạn phải theo dõi định kỳ cũng là hạn chế và định kỳ để sơ gan bởi vì nó mong một khối ở trong gan thì nó sẽ hình thành tương đối lâu. Tuy nhiên là đối với cái nền gan lành như vậy khi gan đã bị sơ rồi thì các bạn biết mọc một nốt này có thể mọc bất cứ nốt khác sau một thời gian rất ngắn nên các bạn phải theo dõi định kỳ để làm mình bị sơ gan. Đối với HCC xuất hiện thông thường trên nền gan ăn sơ thì những trường hợp ăn sơ các bạn phải theo dõi có bị tiểu ung thư gan có các mốc không thì HCC có hai thể là thể khối thể trung nhân thì riêng cái thể khối các bạn thấy nó gọn và mọi cái mà xử lý thì nó chính vì nó gọn có thể phun thú lại thì các bạn điều trị có nhiều phương án có thể điều trị bằng phương án kiện căn như là phẫu thuật hay là cuộc sống đo lần hay là điều trị tạm thời như hút mạch hoặc là cảm thấy phương pháp cuộc sống đo lần hỗ trợ hoặc là cảm thấy cả điều trị hiện nay thật các bạn rất nhiều phương pháp cả cái hội nghị của châu Á Thái Bình Dương là năm 2016 đi mà gần như năm nào cũng tư duy là tổ chức một năm một là chỉ nói về ung thư cả châu Á đi thì nói mỗi về ung thư gan mà bao nhiêu bài báo cáo một năm là các bạn biết là một độ một kỹ thuật là ở Hà Nội này các bạn biết là có rất nhiều viện điều trị Bạch Mai, Việt Đức, Việt Ca, 108 thế mà một ngày như một anh cũng mặt này cũng nhiều khi là hàng chục ca thậm chí có lần mười mấy ca này và còn ngày nào bệnh nhân mắc mới rất nhiều mà vấn đề là điều trị giảm biết cũng phải nhiều ca và nhiều khi cũng phải bệnh nhân nào phẫu thuật được là kêu mà điều trị của một cái ung thư gan này về cơ bản thì các bạn sẽ khó phân biệt trên siêu âm. Tuy nhiên siêu âm các bạn sẽ dấu hiệu gợi ý tức là đêm về sơ gan các bạn xem siêu âm và thấy sơ gan nhiều bạn phải xuất hiện một khối một nốt cho dù nốt đấy là tính chất tăng âm hay là giảm âm thì các bạn bắt buộc phải chụp các cân linh tính hoặc là cộng trừ để khẳng định một nốt tính chất âm tính hay không. Thì các bạn kia thấy một nốt tăng âm bạn khẳng định luôn là nốt u máu thì giảm cái tăng âm của nó không phải là vì phân tích tổng hòa nhiều dấu hiệu chứ không là người tên nền sơ gan xuất hiện đốt bắt buộc và lúc này ác tính hay một ngày mình và nó cho tăng sinh mạch rất nhiều nên bạn sẽ thấy nền sơ tốt hơn sẽ tăng sinh mạch có thể của bạn thấy là giảm âm không có thể nó cũng không hợp có thể là tăng âm tăng tuy nhiên nó sẽ không có dấu hiệu tăng thành sau nếu bản thân nó khối đa
tăng lên sau khi nó để chứa cái dịch trong động vật nó còn tăng lên sau. Cái này các bạn thấy gần như nó tăng lên nhưng mà trên mình chưa ra, các bạn cũng có thể tiếp tục các bạn cũng đang nhưng mà nó đổ máu và cái bề nó không sao, cũng chưa không sao thì tăng cũng luôn các bạn cũng đều là nó nguy hiểm đúng không? Có thể là nó hỗn hợp nó cũng có thể cảm trên phim chụp thì nó biểu hiện của những hình ở hàn quốc bạn sẽ đo tỷ trọng ở bên trong này so với gan sẽ do tăng tỷ trọng hơn vào cái phần này so với gan thì nó giảm tỷ trọng hơn thì các bạn sẽ thấy dấu hiệu của hàn quốc như trong trường này các bạn thấy đây một cái nốt thì động mạch thì cái nền gan sơ của một nốt từ đứa bé nằm ở đây sau tiêm thì tĩnh mạch thì các bạn thấy là một nốt này nó giảm tỷ trọng so với cái này là gì? Thải thuốc, các thải thuốc mà trên mình sơ ra này, nhóm ba các người bạn có phát triển gì? Đúng đấy, 99%. Trường hợp này của mình khối trên mình đang sơ thì mình khối thậm chí các bạn thấy bốn mạch nó nuôi lên và sau thì những mạch các bạn phải làm giảm tỷ trọng hơn thì cái tuổi này dấu hiệu gì? Thải thuốc, quan tâm các thải thuốc là HCC. Đây là cái thể thâm nhiễm các bạn thấy là nhìn vào không bú của cái chất lan tỏa xâm lấn nó sang bên cả gan nó không làm mỗi bên gan phải nó chưa uống sang bên gan phải nên là những trường hợp này thì nó cực kỳ khó nhưng khi chúng mạnh tháng trước tháng sau nó nặng hơn nó lan tỏa còn trong cái thể cối thì các bạn thấy không bú hơn nhưng mà sẽ không chế tương đối dễ dàng hơn. Trên cổng tư thì nó thể hiện cả tính chất nó rõ hơn tức là nó thuốc mạnh thì động mạch và thải thuốc nhanh và dấu hiệu của là vỡ ao là của thải thuốc thì hoặc là các bạn chụp cuối xung thứ tám thì bạn sẽ thấy những nốt hạt tính sẽ tăng lên thứ tám bên trên sơ gan của bạn thì nốt nào tăng lên những nốt mà dưới 1 cm chẳng hạn trên tất cả vi bình nó không rất khó để giá đoạn vòng của nó. Nó là sự cổng tư thì nó hạn chế khuyến cáo nhưng các bạn định là lúc này cũng sẽ hạn chế. Như vậy là những trường hợp nghi ngờ nên chỉ thì bên các cơ thể các bạn chỉ định là gì? Cổng tư. Còn thì đa phương án điều trị
dương to nhỏ khác nhau. Trên trong cái tuyến thì chỉ có cái vỏ, nó thuốc, còn lại là
xung quanh là cái viên phu này giảm tỷ trọng xung quanh này, có kiểu hóa sen có ba phần chính, một phần chính, hai vỏ ba viên giảm tỷ trọng xung quanh. Thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ đổ vào xe của mình. Thì cái giai đoạn này bạn mới can thiệp trong lúc hay không, và điều trị giai đoạn này còn giai đoạn sớm, giai đoạn chưa máu đủ thì các bạn phải điều trị kháng sinh trước, điều trị tích cực cái kháng sinh để bạn cho để giai đoạn máu đủ thì các bạn can thiệp vào mình sẽ giữ mổ ra ngoài. Chứ các bạn can thiệp vào giai đoạn sớm thì bệnh nhân không đang đủ được thì là còn nặng nữa, có thể thiếu khí bên trong, các bạn thiếu khí và tạo nên sự không gì khí ở bên trong cái ổ áp xe này. Đây là một cái chất biến đi của ổ áp xe là như vậy, có hai giai đoạn, giai đoạn hóa ngủ và chưa hóa ngủ, giai đoạn hóa ngủ. Áp xe đang hóa biết thì các bạn biết rằng nó thông thường nó đơn độc hơn, hoặc là một ổ, thông thường nó có thể là một ổ hoặc là hiếm lắm nó xuất hiện trên vài ổ thì nó cũng như nó là một chỗ lớn nên nguy cơ thì bị vỡ vỡ ra ngoài thì vỡ vào khoang phúc mạc và gây nên viêm phúc mạc và vỡ lên bao mạc cổ hoàn tim và gây nên là tràn của hoàn tim hoàn cổ. Thì những trường hợp các bạn cho chậm tĩnh lưu và phúc tĩnh lưu thì nó ra đủ số ra số ra thì là bác sẽ ra do ám. Về mặt hình ảnh thì nó cũng như vậy, nó có hai giai đoạn hóa mủ và một giai đoạn chưa hóa mủ. Thì cái giai đoạn chưa hóa mủ thì bao giờ cũng tương tự ra nó bất tương xứng hình ảnh cái hình ảnh mà lâm sàng cũng sàng rất rầm rộ thì nhiễm trùng. Còn hình ảnh các bạn rất nhà nào đối với thấy nó lưu giả không các bạn có thể gọi đến giai đoạn hóa dịch thì nó có ung thư dạ dày, tuy nhiên nó có vỏ và viêm về xung quanh. Thì đây là một cái áp xe gan làm đoạn bài này là chúng ta có thể. Trong sách thì